Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vừa bài tập toán lớp 1 kết nối tri thức của cuộc sống. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ làm là tiết số 2, bài số 1, đặc tính đồ tính 80 ta cộng với lại là 7. Không ta cộng 7 là bằng là 7. 8 ta hạ xuống. 81 ta cộng cho 6. 1 cộng 6 là bằng 7. 8 hạ xuống. 82 ta cộng với lại là 5. 2 cộng 5 là bằng 7. 8 hạ xuống. 83 ta cộng với lại là 4. 3 cộng 4 là bằng 7. 8 hạ xuống. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Viết số tích hợp vào trống. 14 ta cộng 2 là bằng là 16. 16 ta cộng 3 là bằng là 19. 30 ta cộng 7 là bằng là 37. 37 cộng 1 là bằng 30. 38. 52 ta cộng 4 là bằng là 50. 56. 56 ta cộng 2 là 58. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Viết phép tính thích hợp. Bố trồng được 13 cây chuối, mẹ trồng được 6 cây chuối. Hỏi cả bố và mẹ trồng được là bao nhiêu cây chuối? Đây là cây chuối. Thì bố trồng được là 13. Cái này là người ta họ vẽ đại diện này thôi, được không? Chứ không phải là đầy đủ. Đây là bố trồng 13 nè. Mẹ trồng là 6 nè. Ta lấy 13 ta cộng 6 là bằng là 6 cộng 3 là bằng 9, như vậy là 19 cây chuối. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 4. Nối thay mẫu. 76 cộng 3 là bằng 79. Như vậy là cái này vào đây nè. 24 cộng 3 là 27, như vậy đây vào đây. 53 ta cộng với lại là 5. 58 cá này vào đây. 61 ta cộng 7. 68 này vào đây. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 5. Chìa khóa mở cửa con tàu chỉ có trong các trong một chiếc hồn. Biết rằng kết quả của phép tính trên chiếc hồn đó lớn hơn 52 và bé hơn 55. Em hãy tô màu chiếc hồn có chìa khóa nhé. Như vậy là lớn hơn 52 và bé hơn 55. Bây giờ chúng ta sẽ cộng ba cái hồn này lại, chúng ta xem mấy số nào. 50 ta cộng 6 là bằng là 56. 51 mà ta cộng với 4 là bằng 55. 52 ta cộng với là 2 là 50, 54. Mà người ta họ nói rằng là lớn hơn 52. 52 này. Rồi lớn hơn 52. Và bé hơn là 55. Như vậy chỗ này là chúng ta sẽ có là 53 hoặc là 54, được không? 53 hoặc là 54. Trong này chỉ có hai số thôi. 53 hoặc là 54. Như vậy là đây 54 này, có 54 này. 53 thì không có. Đây 55, đây 55, đây 56, đây 54, như vậy là 54. Như vậy chúng ta sẽ tô với cái hồn này. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều cái đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.